Ok, chào mọi người đến cái với bữa ăn ngày hôm nay. Chế độ là gọn gàng tốt. Nhỏ chia là xích ra. Xích ra chia phần này. Xích ra, ngồi đấy. Đúng rồi, ở đấy chờ. Nước vào. Siro tiền đấy, Yumi rồi gọn năm ở chỗ đi, hôm nay mi cho mi ăn ở trên này nhá. Ôi chết rồi, cái này mới này. Hôm nay mình bóc. Đấy, quên là cho đỡ dưới. Nào, siro lừa. Siro. Yumi, Messi lừa gọn ra nào. Đã xong đâu. Chờ đã. Đâu được sẽ có đó. Rồi gọn vào chỗ chưa? Tránh. Con Yumi ngồi gọn vào chỗ đi. Đã chia xong phần đâu? Chibi Holder lông bóng mượt, tiêu hóa tốt. Để nó xong hết đã. Hôm nay biết chờ rồi. Tốt. Con Yumi lùi lại. Yumi đừng có mà hư hơn cả con cọc nhá. Cọc nó ngoan đấy. Chờ. Ngồi yên đấy. Phải rồi. Rồi lần lượt để được ăn. Để cho đàng hoàng tử tế. Khi nào xong hết một lượt thì lúc đấy thì mới ăn được. Đây con cọc bé nhất cho con cọc ăn trước. Yumi Mi xích nhanh khẩn trương đi qua không lằng nhạt quá. Pila xích đây đây. Pila lùi lại đây. Ok. Hai phần này. Cho con Siro đây. Con Messi đây. Con Siro xích vào đây. Phải rồi, ăn hết. Đấy, chia phần đấy. Thế là coi như là xong bữa ăn rồi. Đây để mọi người rồi pizza. Mì siro cọc cọc ăn nhanh thế nào. Bắt đầu cọc bắt đầu pha thối.
bắt đầu ăn ăn xong phần rời ra bắt đầu là nhặt phần của con khác. Nào, thế nào cọc ăn bụp, thế nào cọc bị ăn bụp. Ăn thế này nhiều lắm rồi, cái bụng thế kia rồi. Nào, nào. Rồi để cho nó thêm một tí nữa đi. Nó có vẻ nó đói. À, cái giống cọc này nó ăn rất là khỏe. Cọc ơi. Cọc. Cọc ơi. À, để bên cạnh giờ ăn đi. Cho cọc thêm tí cọc. Mi ăn phần của mi đi, không được để cho em nó chạy. Cọc ra. Chờ. Đây. Sao chị mi này ăn lại để chị mi chê nước à? Đây. Chờ nước của ăn cho nó đỡ khô thì chị mi lại chê. Đây, chị mi vừa ăn lại được dưới rồi. Mì ăn đủ chưa? Mì ăn có tí mà còn thừa. Chia cho bác sĩ tí. Ok. Chia cho siro rô tí này. Chia cho cọc tí này. Nhét sạch đi. Chưa? Sạch chưa? Này, loài trời ăn như thế mà vẫn còn loài trời. Cậu. Let's see. Nay bụng Nelsie về bình thường rồi. Nelsie bị sảy nhưng mà bị sảy từ đoạn sớm cho nên là sau đấy là không có gì cả, nó tự tiêu thai và về bình thường. Ok, xong chưa? Sạch chưa? Đã sạch chưa nhỉ? Đã sạch chưa nhỉ? Thôi chúng ta dọn nhá. Sạch chưa? Nước sạch sẽ hết chưa? Có cần phải rửa bát không? Không cần phải rửa bát. Nào. Đây, không liếm sạch đi. Dính chi đi đi. Phải rồi. Nếu sạch tinh đúng rồi, làm sao sạch không phải không cần phải rửa bát, đúng rồi, ăn xong là phải liếm cho sạch bát, để bát cho sạch là không cần phải rửa, không ăn liếm mặt anh cho nó sạch cả mặt luôn. Đúng giờ được rồi, để nó đây nhá. Chỗ này sẽ là chỗ để chúng ta để đồ và anh sẽ theo dõi xem đứa nào mà là đứa phá. Nếu nào phá cái hộp này của anh là anh sẽ xử lý nhá. Ok chưa? Đấy, để mọi người thấy một cái bữa ăn bình thường, cái bữa nào nó cũng thế thôi. Cả thời gian đây là đang phải để chăn ở bên dưới nền để chúng nó nằm này. Ở đây chăn để dưới nền để chúng nó nằm này. Cả thời gian mà chia cũng như là cái thời gian ăn nó chỉ trong vòng 10 phút tất tật xong hết.
chứ không có lâu. Cọc ơi, cọc hôm nay thì cọc bắt nhịp cọc ngoan rồi. Nhưng mà cái con cái kiểu của con chó ta thì nó vẫn cứ nô, nhiều khi nó cứ nô, nó kiểu gặm gặm, răng phải sắc nhọc lắm. Gặm. Ở kia, kia xì nằm gần, ngồi gần quá, chả nhìn thấy ấy đâu. Ngắm hai mẹ con tí nhá. Đây để anh quay hai mẹ con tí yên, hai mẹ con yên. Nhìn đây nào, hai mẹ con, nào. Siro, Siro, ngồi đấy, ngồi xuống, ngồi xuống. Ok, nào đưa cái mặt đây, đưa mặt. Rồi, hai đứa nhìn đây. Trời ơi, không kịp để yêu cầu hai mẹ con nhìn vào để so hôm nay hai mẹ con giống nhau như lâu. Nào, hai đứa nhìn vào đây nào. Hai mẹ con Messi này. Này, nét của người mẹ chưa? Ok. Thả tim Messi cái nhá. Siro này, vẫn đang trẻ con, sắp làm mẹ rồi. Thả tim Siro cái này. Nào, hai đứa nhìn vào đây nào. Nào. Yên đấy, nằm yên để anh quay nào. Ok, nằm yên để anh quay nào. Messi nào, nhìn đây nào. Ui, Messi xinh gái quá. Thôi, Messi bảo Messi xinh gái phải nằm yên. Siro nữa, nằm yên. Nằm yên rồi, ok, hai đứa nằm đấy, nhìn đây nào. Nào, hai mẹ con. Hai mẹ con nằm đây nào, con cọc xích ra kia, để hai mẹ con ta chụp kiểu ảnh nào. Nào Messi, Siro. Messi nhìn đây nào. Phải rồi. Hai mẹ con Messi và Siro. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Thank you and see you again. Nhớ đăng ký Roblox TV để theo dõi các video tiếp theo.